Kỹ năng tốt lắm các bạn. Hình như có gì đó trong thành phố, bạn nên kiểm tra xem. Hình như Malay sẽ tham gia một cuộc thi nhào lộn trong ngày thể thao. Bạn lại thách đấu với mọi người trong thành phố trong cuộc thi nhào lộn. Bạn sẽ làm gì đây? Nè Malay, có người chấp nhận thách đấu nè. Chú xe tải, bà có chắc là muốn làm chuyện này không? Chú xe tải, bạn bỏ cuộc sao? Phải, biến hình là một cách hay. Xem ra cuộc thi vẫn tiếp tục. Sao bây giờ các bạn đã thi thố hết rồi? Đua xe sao? 3, 2, 1 đi nào. Ôi không! Bạn ổn chứ? Phải, cần một thiết bị để dựng Malay lên. Malay, chú xe tải sẽ lật bạn lại, được chứ? Malay nặng quá sao? Cố lên xuống xe tải, bạn làm được mà. Tuyệt vời. Tốt lắm các bé. Malay, bạn có thể tới trước bệ phóng chứ? Chà, mình không biết là bạn có thể làm được đó. Thật là kinh ngạc.
Ôi trời, có người gặp vấn đề rồi. Bạn nên kiểm tra nó kha. Ôi không, Jerry đang tập luyện cho cuộc đua. Nhưng đường đua đầy những rác. Chúng chắc là được thổi đến sau cơn bão ngày hôm qua. Kha, mình nghĩ đây là nhiệm vụ cho siêu xe tải. Chào Jerry. Nhìn bạn lo lắng quá. Bạn lo rằng không thể tập luyện cho cuộc đua sao? Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng đừng lo lắng, siêu xe tải sẽ tới để giúp bạn. Vì vậy siêu xe tải, bạn có cách rồi sao? Siêu xe đổ rác sao? Tuyệt vời. Được rồi, hãy bắt đầu cuộc đua dọn dẹp nào. Ba, hai, một, xuất phát. Quan hô, cả hai đều chiến thắng. À, bạn muốn nhờ bạn của bạn dọn dẹp giùm gara và tìm giùm chiếc cúp sao? Siêu xe tải, bạn làm được không? Tuyết. Chà, Jerry, bạn nói đúng, chỗ này thật hỗn độn. Những chiếc cúp của bạn nằm đâu đó trong những chiếc hộp này. Nhưng làm sao để tìm chúng đây? Phải rồi. Cánh tay nam châm. Đúng rồi. Những chiếc cúp được làm từ kim loại. Vì vậy nam châm có thể kéo chúng ra khỏi đống rác này. Xuất sắc. Nhìn kìa Jerry, tìm được những chiếc cúp rồi. Làm tốt lắm các bạn. Các bạn đúng là cứu tinh. Hôm nay là ngày đua. Jerry trông rất hứng thú. Siêu xe tải và Gary tới xem và cổ vũ cho anh ấy. Phải, Jerry đã chiến thắng. Chà, siêu xe tải thật là kinh ngạc. Cảm ơn siêu xe tải, bạn lại cứu nguy nữa rồi. Hình như thành phố xe hơi đang sửa đường thì phải. Edna và Billy dường như rất hứng thú với công việc. Chào Dan, xem ra bạn rất thích nhìn bạn của mình làm việc ha. Dan, cẩn thận đó, bạn sẽ không muốn chạy vào chỗ xi măng ướt đâu. Ôi không, xem ra bạn gặp phải vấn đề nghiêm trọng rồi. Mình e là quá trễ rồi, xi măng đã khô lại. Chúng ta sẽ làm gì đây? Bạn nghĩ sao hả Edna? Chúng ta sẽ gọi cho siêu xe tải sao? Ý kiến hay đó, tiến hành đi nào. Chào Kha, bạn khỏe không? Đừng bận tâm mấy cái ổ gà đó. Đội xây dựng của chúng ta đang nâng cấp lại đường của thành phố xe hơi.
không may là có một tai nạn xảy ra gần công trường xây dựng và tụi mình cần bạn giúp. Bạn tới được chứ? Tốt quá, cảm ơn Kha. Edna và Billy đang ở con đường mới tráng xi măng, thì Dan quyết định băng qua con đường. Nhưng không may, anh ấy chạy vào chỗ xi măng ướt và bị kẹt rồi. Xem ra chúng ta cần thứ gì đó mạnh hơn để giải thoát cho Dan. Cẩn thận nha, siêu xe tải. Đèn không giống như xi măng đâu. Mấy khoang đó mạnh hơn là mình nghĩ. Việc này có vẻ không phải là chuyện tốt. Ôi không, siêu mấy khoang đã gây ra động đất mất rồi. Siêu xe tải, dừng lại. Ôi trời ơi, có hỏa hoạn rồi. Các bạn phải thật bình tĩnh, tránh xa ngọn lửa ra. Siêu xe tải, bạn cần phải làm gì đó nhanh lên. Đừng lo Dan, siêu xe tải biết cách để giải cứu bạn mà. Làm tốt lắm các bạn, đúng là hợp tác cực kỳ ăn ý. Phải, đã kiểm soát được đám cháy rồi. Và bạn đã được giải thoát, Dan à. Đúng là một tình huống đáng sợ, phải không Dan? Siêu xe tải, cảm ơn đã giải cứu tụi mình khỏi tai họa này. Bạn đúng là một anh hùng thực thụ đó. Và hai bạn cũng đã rất can đảm. Làm tốt lắm. Vì vậy các bạn. Ồ, hiểu rồi. Toàn bộ xi măng còn lại đã cứng. Và các bạn không thể hoàn thành công việc sao? Hả? Bạn có cách sao siêu xe tải? Xuất sắc. Xi măng đã mềm lại. Và các bạn có thể hoàn thành công việc rồi. Làm tốt lắm siêu xe tải à. Hẹn gặp lại lần sau nha. Một ngày nắng nóng trong thành phố xe hơi. Ồ, ném hay lắm Edna. Úi chà, chắc đau lắm ha. Ôi không Cherry, gì vậy? Cái banh làm bạn bị chập điện sao? Bạn không dừng lại được à? Ôi không. Này các bạn, chơi hay lắm.
mình mượn Kha một chút được không? Kha, Jerry bị mất tay lái ở công viên. Anh ấy không thể dừng xe được và có thể sẽ bị tai nạn. Bạn giúp được không? Siêu xe tải. Bạn nghĩ sao hả siêu xe tải? Phải, bạn sẽ cần thứ gì đó có thể chạy trên mọi địa hình. Thứ gì có thể chạy ngoài con đường cũng được. Jerry, siêu xe tải tới cứu bạn đây. Siêu xe tải, phải dừng anh ấy lại. Bạn làm sao để dừng Jerry lại đây? Bạn sẽ chặn đầu anh ấy và giúp anh ấy thắng lại sao? Ý hay đó. Chạy nhanh quá. Siêu xe tải, bạn nên đuổi theo anh ấy. Jerry, phía trước là cây cầu. Bạn không thể đi lối đó. Sao? Bạn không thể quay đầu lại sao? Siêu xe tải, làm gì đi? Jerry sắp tông vào cây cầu rồi, siêu xe tải à. Siêu xe tải, bạn làm gì vậy? Bạn chạy sai đường rồi. Bạn tính dùng túi khí để bắt anh ta chạy hướng khác sao hả siêu xe tải? Có thể sẽ hiệu quả đó. Phải, Jerry, bạn ổn rồi. Nhưng bánh xe của bạn vẫn còn chạy. Làm sao để sửa cho anh ấy đây? Chà, hình như bạn được sửa rồi. Thật mừng là bạn vẫn ổn. Cảm ơn đã giúp anh ấy, Kha. Và cảm ơn đã sửa cho anh ấy, Walter. Dù cho đó chỉ là tình cờ thôi. Nè Jerry, bạn ổn rồi à? Vậy hãy thoải mái nào các bạn, và tận hưởng thời gian thể thao còn lại trong ngày nha. Jerry, bạn tính làm gì vậy? Những chiếc bánh quy đặc biệt cho ngày phụ nữ sao? Ôi không! Jerry, anh ấy trộm bánh rồi. Ý hay đó, siêu xe tải có thể ngăn anh ấy lại. Kha, tụi mình cần bạn giúp. Jerry đã trộm bánh mà Kerry làm cho ngày phụ nữ.
Đội mình cần bạn ngăn anh ấy lại. Siêu xe tải. Jerry chạy về hướng công trường xây dựng sao? Chuyển hóa à? Ý hay đó. Jerry nên cẩn thận ngay bây giờ. Anh ấy không thể chạy lại một chiếc xe cảnh sát. Anh ấy thoát rồi. Phải làm gì đây? Tuyệt lắm. Thật là bừa bộn. Việc này rất nguy hiểm. Các bé đang từ trường về nhà theo lối này. Chiếc xe tải. Nên làm gì đi? Máy ST-3000 sao? Ý hay đó. Nhưng chuyển hóa thành gì đây? Máy di chuyển đồ vật sao? Bà có thể dọn sạch đống lộn xộn này dễ dàng. Cẩn thận các bé, ở đây có tai nạn đó. Đừng lo, chỉ việc về nhà thôi, được chứ? Được rồi, phải làm gì với đống này đây? Ý hay đó, Edna. Siêu xe tải, bà có thể đặt chúng vào trong máng xúc của Edna. Cô ấy biết xử lý chúng đúng cách. Đừng nhanh vậy chứ, tụi mình không quên bạn đâu. Sao bạn làm vậy hả? Sao bạn lại trộm bánh ngọt? Bạn muốn tặng quà cho Edna nhân ngày phụ nữ sao? Thật là chu đáo. Nhưng bạn không nên ăn trộm. Bạn nên mua chúng hoặc là làm gì đó khác đi. Jerry phải làm gì để chuộc lỗi đây? Giờ thì bạn làm việc ở đây sao Jerry? Phải siêu xe tải. Có tội thì phải xử. Dạ, tận hưởng nha các bạn. Tạm biệt. Chào các em. Đang nghỉ ngơi à? Ồ, các em đang ngắm nhìn hình dạng của đám mây à? Thật là tuyệt vời. Chà, chiếc tên lửa đó đang tập luyện kìa. Nhìn kia, Rocky nhí cũng ở đây nữa. Thật là kinh ngạc. Ôi, coi chừng Ben. Tôi lại các em à. Ôi không, nó không chịu được lâu đâu. Mình nên gọi cho siêu xe tải ngay.
Kha, Ben đang gặp nguy hiểm. Anh ấy sắp rơi rồi. Nhanh lên. Siêu xe tải. Siêu xe tải. Khả đấy rồi. Ồ, Ben bị trượt chân bởi vì nước ép. Bạn nên suy nghĩ nhanh lên, siêu xe tải à. Ý hay đó, một siêu xe tải chuyên chở. Ồ, lùi lại nào các bạn. Đừng lo Ben, nhanh lên siêu xe tải. Ôi không, bạn nâng cao như vậy là hết mức rồi sao? Sắp được rồi, cố lên siêu xe tải, cố lên chút nữa đi. Ben. Hay lắm siêu xe tải. Thật là nguy hiểm quá. Làm tốt lắm siêu xe tải à. Rất là may. Phải không các bé? Ồ, các em muốn xuống đó sao? Nhưng làm sao xuống đó đây? Ồ, hiểu rồi. Penny rất là tử tế. Nhưng cô ấy làm việc rồi. Sàn chở của siêu xe tải quá ngắn. Bạn nghĩ sao hả siêu xe tải? Nghĩ ra cách rồi phải không? Ồ, một tấm nệm khổng lồ. Các em à, các em nhảy được rồi. Phải, nghe Ben đi các em, sẽ vui lắm đấy. Ồ, em nhảy trước sao, đúng là rất can đảm đó. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Ồ, hình như rất là vui phải không các em? Ai tiếp theo nào? Ồ, thật là ngoài mong đợi nha. Dạ, làm tốt lắm siêu xe tải. Ồ, các bé bắt đầu thích nó rồi đó. À, thật sự đã cứu nguy đó siêu xe tải à. Hẹn gặp lại lần sau nha.